Mọi người mẫu chợ sáng hay màu F20X phiên bản 2021 cho cả nhà. Thì ở bên nhà máy báo là có một vài nâng cấp. Và nâng cấp thì nó cũng không đúng cho lắm, một vài thay đổi về ngoại hình của sản phẩm. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết luôn nhé cả nhà. Đấy, đầu tiên là vỏ hộp này, vỏ hộp thì là đây là mặt trước. Mặt trước là sẽ có thay đổi nhỏ về cái hình ảnh sản phẩm, nó có thêm cái chắn này. Đó. Khác. Một gợi ý rồi. Bên cạnh hông này thì là một vài thông tin về màu sắc thì phải. Chữ Trung Quốc mình không hiểu lắm. Ở bên cạnh hông còn lại thì là có, đây là có phiên bản là của mình trong hộp này là F20X nhá, đó là cái phiên bản này. Rồi công suất này, công suất ở đây là nhà sản xuất báo là 30W, nhưng mà thực tế mình đo được là có lần đã lên tới là 35W. Chắc cái này nó phụ thuộc vào cả điện áp, điện 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 áp đầu vào nữa. Đó. Ở đây là nó sẽ báo chung chung là 30W. Nhiệt màu là từ 3000 đến 6000K, đó là màu vàng và màu trắng. Điện áp sử dụng là từ 12 đến 80V, điện giải điện áp sử dụng là rất là cao. Cái này có thể sử dụng chung cho nhiều loại rồi, nhiều loại phương tiện rồi, xe đạp điện, xe máy, ô tô. Hay về mặt sau này có một chút thông tin nữa, ở đây là bảo hành 1 năm này, chống nước này. Chống nước ở đây mình thấy là rất là ngạc nhiên vì cái khả năng chống nước của mẫu F20X này, bởi vì mình có khá là nhiều video rồi. Thậm chí là ngâm nước mà nó đun sôi nước, nước vẫn không vào được, bởi vì bên trong mình đã tháo ra rồi. Bên trong thiết kế của đèn thì nó cũng hết sức đơn giản, nó đơn giản cũng cũng nói chung là hết sức đơn giản thôi, nó chỉ làm cái hộp thôi, hộp và được gắn chip mạch lên, bên trong nó gần như làm cái hộp và đổ keo, nên là khả năng chống nước của nó là rất là cao, rất là ấn tượng. Ở đây là một cái gì nữa đây mình không hiểu cái nào. Rồi tôi đi vào bên trong luôn nha cả nhà. Đó, đây là nhân vật chính của ta, mẫu FMX 2021. Đó, một cái thay đổi đó. Nhỏ về ngoại hình đó là có thêm một cái miếng sắt này là chống va đập và mang tính chất là trang trí, mình thấy là mang tính chất trang trí là nhiều hơn, nhìn khá là đẹp. Đấy, nhìn từ xa. Đó. Còn bảo vệ thì mình nghĩ là sẽ giúp ích cho nhiều xe, ví dụ như là ô tô sẽ nắp ở đằng trước, ở phía thấp thì sẽ có khả năng là chống sỏi đá bay vào. Và đằng sau này có thêm một cái lúm này, đây là lúm là để xả hơi nước nhá. Đấy, tuy là khả năng chống nước rất là tốt rồi, nhưng mà cũng có những cái trường hợp là đá nó va vào cái tấm kính này, nó sẽ làm bung lớp lớp keo gắn cái kính này giữa cái thân nhôm này. Đấy, mình đã có trường hợp rồi, cũng gặp một vài trường hợp rồi. Đó, thì là khi đấy thì là đèn vẫn hoạt động bình thường, nhưng khi mà đi vào nước thì nó ngâm nước lâu thì nó sẽ bị nọt, hơi ẩm sẽ bị nọt vào trong. Đấy, thì là bắt buộc là phải tháo ra để sấy. Nhưng mà đây bây giờ chúng ta sẽ có con ốc này, tháo con ốc này để xả cái hơi ẩm trong ra. Rồi, có thay đổi vậy thôi. Ở đây mình cũng có một cái mẫu F20X phiên bản cũ 2020 này, đây cho mọi người so sánh này. Đó, nó cũng không có gì thay đổi cả, có thêm cái nắp thôi. Thực tế là chỉ có thêm cái nắp thôi. Rồi, cũng khá là đẹp đúng không? Rồi, ở nắp sẽ có video test và ghép vào đây nha cả nhà. Ok. Test độ sáng của mẫu F20X 2021 nha cả nhà. Về công suất thì mình đã đo rồi, vẫn là 32W thôi, không có gì thay đổi so với mẫu cũ cả. Cho nên là mình nghĩ cái độ sáng cũng sẽ là vẫn thế thôi, không có gì thay đổi, nên là mình sẽ chỉ test qua thôi nha cả nhà. Rồi, thì ai biết mẫu F20X, ai biết mẫu chợ sáng hai màu nào có cái độ sáng nó mạnh hơn mẫu FMX này, có thể là bình luận ở phía dưới cho mình tham khảo nhé. Bởi vì đến hiện tại thì mình chưa thấy cái mẫu chợ sáng hai màu trên thị trường nào, kể cả loại đắt tiền cho đến loại rẻ, và có độ sáng là cao hơn được cái mẫu FMX này cả. Đến thời điểm hiện tại FMX vẫn đang chùm trong dòng chợ sáng hai màu. Rồi mình sẽ bật sáng nhé. Đây là chế độ cốt này. Đó, không có gì thay đổi hết, mình thấy vẫn vậy. Độ rộng cho nên độ đậm của ánh sáng không có gì thay đổi hết. Ở trên mẫu FMX này thì mình thấy cực kỳ hài lòng về cái độ rộng của bóng, ánh sáng ra rất là rộng, rất là rộng. Thực ra là mình thấy nó quá là rộng, quá là thừa, không biết diễn tả như nào nữa. Pha này, cốt này. Ôi, mình xin lỗi nhé, bởi vì mình đang đấu ở trên cái mẫu mạch auto washing cho chợ sáng hai màu để mình bấm cho nó tiện, nên là mình nhầm mất. Cốt này, pha, lắp đi, cốt. À, mình sẽ nghiêng qua trái qua phải cho mọi người xem thêm một chút thôi nhé. Bởi vì mình có khá là nhiều video test rồi nên mình sẽ không quay kỹ quá. Đây độ sáng này, mọi người có thể nhận thấy cái luồng sáng nó chiếu ra này. Rồi, chắc là mình chỉ đã quay qua vậy thôi.
mọi người tham khảo xem thêm về mẫu FMX, có thể là tham khảo những cái mẫu video trước, những cái đoạn video trước mình đã từng quay nhé. Mình đã có khá là nhiều rồi, quay test với cả những cái loại khác trên thị trường. Đó. Và mẫu FMX hai màu này kết hợp với mạch auto passing nữa thì là mình thấy là khá là tuyệt vời. Passing này, passing này mà nháy vào mắt người ta thì mù mắt, choáng váng. Rồi, một cái điểm đặc biệt nữa mình thấy là khá là hay trên mẫu FMX, đó là khi sáng ở chế độ pha mình có thể là câu cho hai dây sáng, hai màu sáng cùng một lúc nhé. Đó, đây chỉ đơn giản là cho hai cái dây này, đây ở bên tay phải này là cho hai dây vàng và dây đỏ cùng có điện thì là nó sẽ sáng cả hai màu thôi, đơn giản vậy thôi, khá là hay ho đúng không? Đó, khi bật cốt thì là sáng vàng và mình bật pha thì sẽ cho sáng cả hai màu cùng lúc. Đó, khá là hay ho. Rồi, chắc là video mình kết thúc ở đây thôi.